Nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người bí quyết bảo vệ bạn mùa giãn cách. Khi sử dụng chiếc mặt nạ bảo hộ này giúp bạn lọc bụi bẩn gây hại rất tốt vì chúng sở hữu bộ lọc 5 lớp và trong đó có 2 lớp than hoạt tính cao cấp. Mình còn để ý thấy mặt nạ bảo hộ này được thiết kế thêm 2 van thở ở hai bên. 2 van thở này rất hữu ích đối với người hay tập thể dục, thể thao vì chúng giúp người sử dụng không bị khó thở khi vận động mạnh. Thêm vào đó, mặt nạ ôm sát phần mặt của bạn và chống tia UV gây hại chiếu thẳng vào da mặt. Đặc biệt, khi ra ngoài đường bạn thấy mọi người phải đeo thêm một kính chống giọt bắn để đề phòng thì với chiếc mặt nạ bảo hộ này được thiết kế theo kèm kính chống giọt bắn 2-in-1. Chỉ với một sản phẩm đã giúp bạn bớt đeo quá nhiều thứ khi đi ra đường, mặt nạ bảo hộ này vừa giúp bạn tránh bụi bẩn gây hại tốt và vừa chống giọt bắn hiệu quả. Hiện mặt nạ bảo hộ có kính chống giọt bắn là một trong những sản phẩm được rất nhiều người ưa chuộng trong khoảng thời gian gần đây vì sự hữu ích và công năng vượt trội của nó. Hiện sản phẩm đang được giảm giá 30% chỉ duy nhất trong hôm nay và chỉ còn 100 cái duy nhất. Nhanh tay đặt hàng bằng đường link bên dưới hoặc liên hệ hotline 0963 310 044 để được đặt hàng với giá ưu đãi.